Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử sổ số miền Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 8 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 52, giải 8 Long An 11, giải 8 Bình Phước 92, giải 8 Hậu Giang 12 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử sổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt thành phố 115-613, giải đặc biệt Long An 220-457, giải đặc biệt Bình Phước 657-477, giải đặc biệt Hậu Giang 784-256. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.